Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Theo đó, nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương tổng hợp đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh trình thẩm định phê duyệt theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong 4 tháng qua ước đạt 131.000 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt gần 39,3 ngàn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131,2 ngàn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Việc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được cán bộ ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm. Là địa phương có tốc độ công nghiệp quá nhanh với hàng chục ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đang hoạt động. Do đó, tỉnh Long An đang thu hút lượng lớn lao động từ phổ thông đến có tay nghề và chuyên gia trong ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Long An là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có mức thu hút đầu tư nước ngoài khá cao. Toàn tỉnh hiện có 18 khu công nghiệp, 23 cụm công nghiệp đang hoạt động với gần 16.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Thu hút gần 400.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Với tốc độ phát triển khu cụm công nghiệp như hiện nay, Long An ngày càng có nhiều công nhân, người lao động nhập cư từ các tỉnh khác đến Long An sinh sống và làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. Trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã định, Long An sẽ chú trọng thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và các ngành có hàm lượng công nghệ cao nhằm thu hút đông đảo người lao động, nhất là lao động có tay nghề và chuyên gia đến với Long An. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của đoàn viên người lao động. Thời gian qua, công đoàn các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên người lao động. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, các cấp công đoàn Long An đã hỗ trợ tư vấn pháp luật gần 40.000 lượt người lao động và có hơn 3.000 người lao động được hỗ trợ pháp lý, bảo vệ tại tòa án với số tiền người lao động được hưởng trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh luôn xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ tại doanh nghiệp qua các buổi đối thoại hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức viên chức phù hợp với tình hình nhiệm vụ hàng năm của đơn vị doanh nghiệp. Đặc biệt, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục với hình thức đa dạng nhằm giúp đoàn viên người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật, thời sự chính trị, nâng cao khả năng tự bảo vệ. Thưa quý vị, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động, công trình, chào mừng đại hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các địa phương. Một trong những công trình chào mừng Đại hội Công đoàn đang được khẩn trương thực hiện là dự án mở rộng đường kênh kháng chiến tại ấp 3 xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Với tổng chiều dài hơn 850 mét, tổng kinh phí xây dựng 2,5 tỷ đồng. Trong đó, công đoàn cơ sở xã An Thạnh tham gia vận động người dân đóng góp 400 triệu đồng. Trong vòng tháng 6 sẽ xong. Thì công trình này sẽ phục vụ liên áp giữa ấp qua đầu đấu nối ấp 4 và tạo điều kiện cho bà con vận chuyển hàng hóa cũng như học sinh đi lại dễ dàng. Ngoài ra thì nó cũng góp phần thành vào xã thực hiện chương trình mục tiêu nông mới nhân cao. Để chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai hai công trình lớn với trị giá gần 75 tỷ đồng, bao gồm công trình bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Long An và xây dựng 60 căn nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đang gặp khó khăn về nhà ở. Tên mà nó gần cũng như lâu quá rồi, cái nó dột. Hai chồng lấy cái tấm mũi trong công ty ấy, về che lại, che cái chỗ đó để ngủ. Vậy giờ thì cũng được công đoàn tỉnh, huyện hỗ trợ để sửa cái nhà lại cũng chân thành cảm ơn anh chị em ở công đoàn. Ngoài thực hiện các công trình, nhiều công đoàn cơ sở còn thực hiện các mô hình cách làm hay, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng đại hội công đoàn. Trong đó cấp tỉnh đăng ký trung ương hai công trình cấp quyền đăng ký cấp tỉnh 17 công trình, cấp cơ sở đăng ký cấp quyền gần 3.000 công trình. Ban thường vụ liên đoàn định đã tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng ở lần giới nhiều cái nội dung như về các cái phong trào thi đua như thi phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rồi là phong trào giỏi dịch nước giảm dịch nhà cũng như là nhiều phong trào khác đặc biệt là phát huy cái cái phong trào một triệu sáng kiến sáng tạo vượt khó chiến thắng đại dịch covid Phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp đã tạo sự lan tỏa trong cán bộ công chức viên chức người lao động, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong năm 2023 đồng thời làm cơ dậy niềm tự hào về truyền thống công đoàn Việt Nam, phát huy trách nhiệm trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, vừa tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023-2025 thời gian qua thị trấn tân hưng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ và thương mại từng bước nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại trong cơ cấu kinh tế đã tăng trên 9% năm 2018 thị trấn tân hưng đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị theo thông tư 02 ngày 24 tháng 1 2013 của bộ văn hóa thể thao và du lịch tuy nhiên theo quyết định mới ban hành vào năm 2022 quy định tiêu chí trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh với chín tiêu chí và 52 nội dung trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng xây dựng hệ thống chính trị buổi lễ phát động nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng thị trấn tân hưng đạt chuẩn đô thị văn minh theo kế hoạch đề ra những ngày trước trong và sau nghỉ lễ dỗ tổ hùng dương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 các đơn vị công an trong toàn tỉnh quy động tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo chấp hành nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời triển khai các kế hoạch chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm đua xe trái phép. Thống kê của công an tỉnh trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức 174 ca tuần tra kiểm soát với 716 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện lập biên bản 395 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng, tước 49 giấy phép lái xe, tạm giữ 306 phương tiện. Đối với xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra 853 phương tiện, phát hiện lập biên bản vi phạm đối với 273 trường hợp, xử phạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng, tạm giữ 273 phương tiện, tước 93 giấy phép lái xe. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, với lịch nghỉ dài ngày, các điểm du lịch trong nước đã đón lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước tới tham quan, nghỉ dưỡng. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ gần 760.000 hành khách trên tổng cộng gần 4.500 chuyến bay, chủ yếu là trong nước với hơn 3.000 chuyến. Trong năm ngày nghỉ lễ, sân bay nội bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2022, lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt bước tương đương, trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86%. Tại Thừa Thiên Quế, lượng khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt, tăng 70%, trong đó có 21.600 lượt khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ. Tại Quảng Nam, tổng lượng khách tham quan và lưu trú ước đạt 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ 2022. Tại thành phố Hội An, theo quy nhận các điểm di tích, tuyến phố cổ luôn trong tình trạng trong khách. Trong khi đó, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong năm ngày nghỉ lễ năm nay, tỉnh này đã đón khoảng 200.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế. Bộ Công Thương cho biết, theo quy định tại Nghị định 95, việc điều chỉnh giá xăng dầu thông thường vào ngày 1, 11, 21 hàng tháng, nhưng kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 5 trùng thời gian nghỉ lễ, nên thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức hôm nay ngày 4 tháng 5. Theo số liệu của Bộ Công Thương trên thị trường thế giới, giá xăng dầu liên tục giảm mạnh trong 2 tuần liên tiếp. Theo ghi nhận sáng ngày 3 tháng 5, giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 75 đô la Mỹ một thùng, giảm 7 đô la Mỹ một thùng so thời điểm giá xăng trong nước điều chỉnh ở kỳ trước. Dầu WTI giao dịch ở mức 71,6 đô la Mỹ một thùng, giảm 8 đô la Mỹ một thùng. Các dữ liệu cho thấy giá xăng nhập khẩu hiện thấp hơn 1.200 đồng một lít, dầu thấp hơn khoảng 1.000 đồng một lít. Mức này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí điều chỉnh khác. Indonesia đã triển khai 142 trang thiết bị quân sự, trong đó có tàu chiến và nhiều xe bọc thép để đảm bảo an ninh cho hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 5 tại thị trấn Labuan Bajo. Theo quân đội Indonesia, số trang thiết bị trên bao gồm xe máy hộ tống, xe bọc thép quân sự, xe tải và phương tiện vận chuyển quân, xe hỗ trợ và xe liên lạc và tác chiến điện tử. Tới đây sẽ có thêm các trang thiết bị quân sự được triển khai đến khu vực diễn ra hội nghị. Hôm 13 tháng 4 vừa qua, tư lệnh quân đội Indonesia cho biết, lực lượng này có kế hoạch triển khai các tàu chiến xung quanh Labuan Bajo để bảo vệ an ninh cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ngoài ra, cảnh sát quốc gia Indonesia cũng sẽ triển khai 115 xe điện dùng để chuyên chở các nhà lãnh đạo cấp cao và các đại biểu chính thức. Cung điện Buckingham đã ra thông báo rằng nhà vua Sạc Đệ Tam, người dành cả đời vận động bảo vệ môi trường, sẽ mặc lại trang phục của những người đi trước trong lễ đăng quang vào tuần này. Trong lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tới đây, vua Sạc Đệ Tam sẽ tái sử dụng một số trang phục từng xuất hiện trong những sự kiện từ năm 1821 vì tính bền vững và hiệu quả. Trong số những trang phục ấy bao gồm găng tay đăng quang làm cho ông nội của ông, nhà vua George Đệ Lục. Nhà vua cũng sẽ mặc lại super tunica, chiếc áo khoác dài bằng lụa vàng có tay làm cho nhà vua George đệ ngủ, ông nội của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bên ngoài super tunica, vua sạc đệ tam sẽ mặc chiếc áo khoác imperial mantle được làm từ giải kim tuyến, giống được may cho lễ đăng quang của nhà vua George đệ tứ vào năm 1821. Lễ đăng quang của vua sạc đệ tam sẽ diễn ra tại tu viện Westminster ở thủ đô London. Dự kiến sẽ có hàng triệu khán giả trên toàn thế giới theo dõi buổi lễ phát sóng trên truyền hình. Nhà chức trách Mỹ đã thu hồi tài sản của ngân hàng First Republic hiện đang gặp khó khăn và bán lại cho JP Morgan Chase với hy vọng có thể khép lại cuộc khủng hoảng trong ngân hàng kéo dài 2 tháng qua. Thông báo của cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ nêu rõ, theo thỏa thuận, ngân hàng lớn nhất Mỹ JP Morgan sẽ mua lại toàn bộ các khoản tiền gửi, gần như tất cả tài sản của ngân hàng First Republic. JP Morgan sẽ trả 10,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ để tiếp nhận quyền kiểm soát phần lớn tài sản và tiếp cận dữ liệu khách hàng của ngân hàng nói trên. First Republic trở thành ngân hàng có lượng tài sản lớn thứ hai bị sụp đổ trong lịch sử nước Mỹ. Cổ phiếu của ngân hàng này cũng giảm mạnh trong thời gian gần đây. Sau khi ngân hàng này không đưa ra được kế hoạch giải cứu phù hợp và giá cổ phiếu lao dốc, nhà chức trách Mỹ đã phải can thiệp, tìm kiếm các bên mua tiềm năng và tiếp quản ngân hàng First Republic. Chính phủ Australia thông báo sẽ siết chặt các quy định, đồng thời tăng cường nâng cao nhận thức của người dân nhằm hạn chế việc hút thuốc lá và loại bỏ thuốc lá điện tử, đặc biệt đối với giới trẻ. Theo quy định mới, các cửa hàng bán lẻ và các cửa hàng tiện lợi sẽ phải dừng bán thuốc lá điện tử. Trong khi đó, việc nhập khẩu mặt hàng này không theo to thuốc cùng toàn bộ các loại thuốc lá điện tử sử dụng một lần đều sẽ bị cấm. Chính phủ Australia sẽ tạo điều kiện để mọi người dễ nhận được đơn thuốc cho phép sử dụng thuốc lá điện tử vì lý do chính đáng như để cai thuốc lá truyền thống. Bộ Y tế Australia nhấn mạnh những quy định nói trên sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời giảm áp lực đối với hệ thống y tế quốc gia qua đó hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ người hút thuốc lá xuống dưới 5% dân số vào năm 2030. Đức đã kêu gọi thế giới đặt mục tiêu trong việc mở rộng sử dụng các loại năng lượng tái tạo, tuyên bố được Đức đưa ra tại đối thoại về khí hậu Petersburg diễn ra tại thủ đô Berlin. Theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã đặt ra những mục tiêu này, Tuy nhiên, cần có các mục tiêu ràng buộc ở mức toàn cầu về việc mở rộng sử dụng năng lượng gió và mặt trời. Đại diện của hơn 40 quốc gia đến Đức để tham dự đối thoại về khí hậu Petersburg để thảo luận về các bước đi xa hơn nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu nêu ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Sự kiện tại Berlin được xem là sự chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 30 tháng 11 đến 10 tháng 12 tại Dubai.